Máy lọc nước A.O. Smith công nghệ RO Sidestream bản quyền Mỹ mang đến nguồn nước tinh khiết nhất. Vâng, xin chào huấn luyện viên Phạm Minh Đức và xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn với Đài Truyền hình Việt Nam ngày hôm nay. Ông là một trong những người thành công nhất của bóng đá Việt Nam trong việc đào tạo trẻ và đã là người thầy trực tiếp của rất nhiều những lứa cầu thủ thành công. Năm 2018 thành công đó có phải có được một cái lứa như thế là may mắn, và sau đó có những lứa sau mà không đạt được một cái số lượng tài năng đặc biệt như thế thì có phải là điều bình thường trong đào tạo trẻ hay không? Mỗi một cái lứa cầu thủ thì nó sẽ sản sinh ra nhiều cầu thủ đặc biệt khác nhau. Đấy, thế thì ở cái lứa trước tôi thấy là nhiều cầu thủ đặc biệt hơn. Ở cái lứa U23 trước nhiều cầu thủ đặc biệt hơn. Thật ra Quang Hải cũng thế thôi, ở Hà Nội cả cái lứa đào tạo của tôi có mỗi Quang Hải. Nghĩa là em ấy là đặc biệt lắm. Bắt đầu tôi làm việc với em ấy là năm 2013, lúc em có vừa đá xong U17 thì tôi đã thấy em ấy đặc biệt rồi. Mình phải nói với nhau là mấy khi mới có cầu thủ như Quang Hải. Cũng không phải là đơn giản mà tự nhiên lại có một lứa đâu. Rất là lâu mới lại có một lứa. Lứa sau đây hiện nay, sau cái lứa này, lứa 201, 202 là tôi đang lo là sẽ còn nó cũng giống như lứa sau, nghĩa là không có nhiều cầu thủ kiệt xuất hay là đột biến, mà cũng là đều đều, trung bình, đều đều như nhau. Huấn luyện viên Phạm Minh Đức là một người đã từng tham dự cuộc chơi V-League rồi, chắc ông phải là người hiểu rõ nhất cái tâm lý của huấn luyện viên khi mà phải đứng giữa hai lựa chọn là sử dụng cầu thủ trẻ để tạo cho cơ hội, nhưng những cầu thủ đó chưa chắc đã có thể đáp ứng được những cái chuyên môn, trong khi thành tích của câu lạc bộ thì vẫn có sức ép. Năm 2015 cuối năm đó thì tôi có vô địch cái giải U21 báo thanh niên. Thế thì tôi về thì tôi được lên thay anh Phan Thanh Hùng. Và lúc đó tôi cầu thủ trẻ của tôi thì rõ ràng là U21 là chính thức đấy, nhưng mà lúc mà quay về V-League thì ví dụ Thành Trung đây cũng non, Duy Mạnh cũng mới đá có một mùa, rồi Quang Hải cũng vừa lấy từ Sài Gòn là hạng nhất lên, rồi Hùng Dũng, rồi Văn Kiên ấy. Thế cuối cùng là tôi dùng thì các em thì cũng vẫn non và đã thất bại những cái vòng đấu đầu tiên đó, và tôi cũng đã xin về lại trung tâm. Đấy là một cái khốc liệt mà nếu mà huấn luyện viên mà tin dùng trẻ. Với các huấn luyện viên thì thường ấy là phải lo cho cái vị trí của mình. Đấy, và không thực thất bại thì huấn luyện viên thật sự là ít sẽ tạo cơ hội cho những cầu thủ trẻ. Khi mà chúng ta có một cái lứa thế hệ vàng còn thành công còn rất là trẻ và đã được thi đấu rất là nhiều, có một chỗ đứng rất là vững chắc ở câu lạc bộ của mình rồi, thì liệu đó có phải là một cái thách thức cho những cái thế hệ ở ngay kế cận không? Các em ở phía dưới này, như đến năm 98, sinh năm 98 ví dụ như Hoàng Đức, thì đến năm 2020 bắt đầu Hoàng Đức mới lại thể hiện được. Đấy. Thế sau Hoàng Đức thì bây giờ ví dụ như em Hữu Thắng chẳng hạn, của Viettel nhá, Hữu Thắng thì sinh năm 2000 lên rất là khó chơi. Rồi Hoàng Anh ở Hà Nội. Nếu mà Hoàng Anh ở Hà Nội thì bao giờ mới được chơi. Văn Công cũng thế. Nếu ở Hà Nội thì cũng không được chơi. Vì các anh lên làm sao mà đá cạnh tranh với anh Đức Huy, với Hùng Dũng, với anh Quang Hải. Bây giờ thì chúng ta có một lứa cầu thủ như vậy. Chúng ta đã nhìn thấy thực tế. Câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ làm gì để lứa cầu thủ này có thể tiến bộ? Quan trọng nhất ở lứa cầu thủ nào cũng thế thôi. Sau đây các em phải được thi đấu. Phải được thi đấu nhiều ở những cái tháng tiếp theo này để chuẩn bị cho năm 2022. Cái lứa mà đội tuyển U20 là cái lứa mà năm 2017 ấy. Có những lúc tôi với anh Tuấn đã có những xích mích về vấn đề là lấy quân của tôi đang hạng nhì. Năm đó tôi đang hạng nhì thì đã lấy quân của tôi để tham gia, để đi tập huấn ấy, để chuẩn bị cho U20, nhưng anh Tuấn làm đúng. Thì đấy, ban tuyển chọn làm sao phải chọn thật tinh ra một đội tuyển đề xuất, để những em nào mà ở câu lạc bộ mà không trong kế hoạch. Tôi tin là nhiều em không trong kế hoạch, chỉ tập cho đủ thôi. Quan trọng nhất là ngồi lại và cố gắng làm sao tập trung sớm các em, cho các em có thể đi tập huấn nước ngoài và với những đối thủ mạnh, thì có cái giải pháp đó là tốt nhất cho cả hai. Xin cảm ơn huấn luyện viên Phạm Minh Đức một lần nữa vì đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home được bảo tính chất lượng bởi tập đoàn Hoa Sen.